hãy cho ba vị diễn giả của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Đó là cái talk show mà giống như chúng ta thường hay coi trên TV. Đó là những cái lời tâm sự từ lòng đến lòng. Mà tôi biết rằng ba vị diễn giả đó muốn chúng ta cũng được trải qua giống như điều đó, giống như những gì mà họ đã có. Khi mà chúng ta nghe về ba cuộc đời của ba diễn giả, chúng ta sẽ thấy có những người do bối cảnh của gia đình làm cho họ thất vọng. Có những người họ chọn để gì ạ? À? Họ đâm đầu vào trong những cái bế tắc của cuộc đời. Và quý vị, khi mà tôi nghe cái lời tâm tình của ba vị diễn giả, là tôi nhớ một câu nói nổi tiếng của một những người được gọi là giàu nhất hành tinh. Ông ta nói câu kinh điển là gì ạ? À? Cuộc sống á không bao giờ là công bằng cả. Do đó hãy làm quen với nó. Phải quý vị, đó là câu nói kinh điển. Và khi mà nghe, bởi vì tôi biết rằng khi mà chúng ta học ở trong trường, khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta được ở trong gia đình, tôi biết rằng cái môi trường giáo dục luôn nói chúng ta rằng cuộc sống rất là công bằng, phải không ạ? À? Để đây là cái niềm tin cho những đứa trẻ. Nhưng mà càng lớn lên, chúng ta càng sống, chúng ta càng nhận ra rằng đúng, cuộc đời nó không có công bằng như chúng ta được dạy. Nó không giống như màu hồng như mà chúng ta được thấy. Nó không giống như những cái phim hoạt hình mà chúng ta được nuôi dưỡng ở trong cái gì đó, ở trong trường mẫu giáo. Và ở tại chỗ đó quý vị, ở cái chỗ mà cuộc đời nó không công bằng đó, nó làm cho nhiều người họ đánh mất hai cái. Và đây là hai cái điểm chung của con người ngày hôm nay, không chỉ ở tại Việt Nam, không chỉ ở tại châu Á, và trên toàn thế giới. Ở cái chỗ biến cố, ở cái chỗ không công bằng đó của cuộc đời, làm cho người ta tự hỏi hai cái. Cái đầu tiên, đó là đâu là giá trị của bản thân. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều người họ bị cuộc đời này vùi dập. Giống như người chị em của chúng ta, ca sĩ Tina vừa mới nói, cuộc đời không công bằng. Khi mà nhìn thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ đi cùng, còn cô thì không có. Cuộc đời thật không công bằng. Khi mà tới ngày Giáng sinh là cái ngày mà gia đình quy tụ, những đứa trẻ được quà, cô thì không có. Cuộc đời không công bằng. Khi có đứa trẻ 8 đến 9 tuổi, khi nó bước ra khỏi nhà và nó bước đến trường học, nó nhìn thấy người khác, những đứa bạn nó được ba mẹ chở về. Và cứ mỗi năm như vậy, những đứa bạn nó được ba mẹ tổ chức sinh nhật, 18 năm nó chưa bao giờ có. Và nó cảm thấy cuộc đời bất công. Và ở tại chỗ đó, nó cảm thấy nó không có giá trị. Và người ta thống kê rằng cái tỷ lệ mà người ta có người tự sát ấy không phải bởi vì họ không thành công. Người ta làm cái thống kê ở cái nước mà có tỷ lệ tự sát lớn nhất ở thế giới là Nhật. Và người ta khám phá ra 40% những người tự sát ở Nhật lại là những người ở vị trí cao của công ty. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải là những cái gì ở bên ngoài có thể trả lời được cái câu hỏi mà họ luôn hỏi, đó là giá trị của bản thân. Ngay cả ở trên đỉnh, ở cái chỗ mà nhiều người ước ao của ca sĩ của chúng ta ở tại Canada, đó là cái gì, xứ sở thiên đường. Và nhiều người nghe nó, họ bỏ tiền ra họ mua cái citizenship và cái quyền công dân để được qua đó. Nhưng mà ở tại chỗ đó vẫn là câu hỏi lớn nhất. Và quý vị, ở cái chỗ mà cuộc đời không công bằng, ở cái chỗ mà nhiều, nó không còn là cuộc đời nữa. Tôi thích cái câu mà hồi nãy người dẫn chương trình dùng là mảnh đời. Bởi vì sao? Nó không trọn vẹn. Nó đầy sự tổn thương, nó đầy sự mất mát, nó đầy sự đau đớn. Và ở tại chỗ đó, người ta hỏi đâu là giá trị của họ. Và rồi, để lấp cái khoảng trống đó, người ta dùng cái gì vậy ạ? À? Cái mà thường dùng nhất, đó là quyền lực. Người ta dùng quyền lực. Bởi vì sao? Từ nhỏ bị người khác coi thường, những đứa trẻ đó lớn lên hoặc là tự kỷ, hoặc trở thành một tay anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu căn bản của một con người theo những cái nguyên tắc của tâm lý, đó là họ được người khác tôn trọng,
Và khi mất cái đó thì họ tìm mọi cách để lấy lại. Nếu nó không đủ sức thì nó trở thành tự kỷ. Còn nếu như nó đủ sức thì nó trở thành bạo lực. Một số người khác thì không có cái đó, thì họ chọn cái vật chất ở bên ngoài, phải không ạ? Họ chọn những cái danh vọng ở bên ngoài. Bao nhiêu lần chúng ta buổi sáng khi mà chúng ta bước vô công ty, chúng ta cảm thấy không tự tin về con người của mình, chỉ bởi vì ngày hôm đó cái cà vạt của mình nó không ưng ý. Bao nhiêu người chúng ta đã từng không tự tin chỉ bởi vì ngày hôm đó mình mặc cái bộ đồ mà mình không thích lắm. Và chưa hết nữa, bao nhiêu người chúng ta đã từng không tự tin chỉ bởi vì có một người lại dỗ dào nói: chàng hôm nay sau vòng cái gì đó, cái gì đó vòng 2 sao nó bự dữ vậy, phải không ạ? Người ta cảm thấy không tự tin bởi vì sao? Bởi vì người cái giá trị bên trong của họ không được phục hồi, và họ phải dùng những cái bên ngoài để họ lắp nó. Rất là bình thường quý vị, đây là nhu cầu căn bản. Nhưng mà rồi cuộc đời không công bằng này nó đã cướp lấy cái căn bản của con người, đó là cái giá trị. Những cái mà người ta, những cái mà cuộc đời này vùi dập làm cho người ta nghĩ là người ta không có giá trị ở trên đất này. Và chúng ta biết những con người tự sát mà không thành công, được phỏng vấn, họ trả lời rằng cái mà làm cho họ quyết định tự sát thật ra không phải là cái nan đề mà họ đối diện, mà chính là cái khả năng mà họ vượt qua nó không có. Họ nghĩ rằng họ không có giá trị, để không có đủ khả năng, không đủ bản lãnh để vượt cho nó. Cho đó họ nghĩ rằng họ không có giá trị và không đáng để sống ở trên đất. Đấy là điều đáng buồn. Và quý vị, ở tại chỗ đó, người ta tìm mọi cách, người ta tìm mọi cách để người ta lấy cái giá trị đó lại. Nhưng mà tới ngày hôm nay, người ta đi tìm, nhưng mà người ta vẫn không thấy. Đó là lý do bởi vì sao gần 40% những con người thành công họ lại tự sát. Cái đầu tiên trong buổi tối hôm nay, ở giữa cuộc đời bất công làm cho người ta đánh mất, đó là đánh mất giá trị của họ. Cái thứ hai, ở giữa cái khủng hoảng của cuộc sống ngày hôm nay, sau khi đánh mất giá trị xong, cái câu hỏi lớn thứ hai đó là mình sinh ra để làm gì? Và tôi biết rằng câu hỏi này nó ám ảnh ít nhất là 95-98% những người ngồi ở tại này. Ít nhất 95-98%. Bao nhiêu người chúng ta đã từng, sau khi ở trên đỉnh vinh quang, không khi đạt được cái mà mình muốn, tối về khi mà đối diện còn lại ta với ta đó, chúng ta mới cảm thấy rằng cô đơn như chưa bao giờ có. Bao nhiêu người chúng ta đã từng hụt hẫng khi mà chúng ta sở hữu được cái mà chúng ta muốn, tới chừng có rồi, đem về nhà rồi, mở nó ra, điều gì xảy ra vậy ạ? Tưởng gì nó cũng chỉ có nhiêu đó. Bao nhiêu người quý vị, bao nhiêu người chúng ta đã từng hồi hộp mua cái iPhone, giống như hồi tối này người này chúng ta là gồm qua hồi hộp, phải không ạ? Mở nó ra, phải không ạ? Mở nó ra, đầu tiên là gì ạ? Đặt hàng, mua nó, chờ nó về, mở nó ra, điều gì xảy ra vậy? Nó vui được bao lâu quý vị? Nó vui được bao lâu? Cái niềm vui mà đọc hộp nó vui được bao lâu? Nó kéo dài cao lắm đêm hôm đó, tới sáng hôm sau cầm hết. Ngay cả những cái mà người ta cố gắng làm để tìm cái giá trị, xin lỗi, làm để tìm cái ý nghĩa của cuộc sống cũng không có. Và nếu mà quý vị, nếu mà ai quý vị là hả một fan của YouTube, quý vị sẽ biết một những người mà khá nổi tiếng ngày hôm nay, đó là Michio Kaku. Ông ta được gọi là tiếng nói của giới khoa học thế giới. Ông ta là người Mỹ gốc Nhật. Ông ta là tiến sĩ về vật lý, lý thuyết vật lý. Ông ta cực kỳ giỏi. Ông ta có hẳn luôn một cái chương trình TV của mình. Ông ta có hẳn luôn kênh YouTube của mình.
Và bởi vì ông ta rất là giỏi, ông ta là diễn giả của nhiều diễn đàn. Và tới một ngày nọ, người ta hỏi ông ý nghĩa cuộc đời là gì và làm sao tìm được ý nghĩa đó. Wow, khi tôi thấy cái câu hỏi đó tôi thấy rất là thú vị. Và tôi chúng ta có thể về kiểm chứng những lời tôi nói ở trên YouTube. Và quý vị biết trong suốt cái đoạn video clip 9 phút đó, vị tiến sĩ này lặp đi lặp lại: nếu như muốn tìm ý nghĩa của cuộc đời, bạn hãy tự đi kiếm nó chứ không ai kiếm nó thế bạn. Và quý vị biết cái câu trả lời này là cái tát vào trong giới khoa học. Bởi vì giới khoa học họ kêu hẳn rằng họ là câu trả lời cho những cái bí ẩn của cuộc sống. Và khi mà vị tiến sĩ này nói xong, cái người phỏng vấn nói: ủa, khoa học cái lẽ phải giải thích được tất cả những cái này, bởi khoa học luôn công bố hoặc là luôn tuyên bố rằng mình là lời giải đáp. Sau đó quý vị tôi mới coi tiếp, một vị tiến sĩ khác về vật lý học mới nói như vậy: khoa học chỉ có thể giải thích như thế nào chứ khoa học chưa bao giờ có lời giải thích cho tại sao. Khoa học có thể cho bạn biết cái vũ trụ này nó vận hành như thế nào, khoa học không bao giờ có thể giải thích được vì sao lại có vũ trụ này. Khoa học có thể cho quý vị biết ánh sáng nó đi như thế nào, nhưng khoa học không thể nào giải thích được cái ánh sáng đó nó cuối cùng của nó để làm gì. Họ có thể cho biết rằng nó tốt cho da, nó tốt cho cái gì đó, hệ tuần hoàn, nó tốt cho cây cối. Nhưng mà cuối cùng đó, trên cái đó nó để làm gì? Và câu hỏi lớn nhất nữa là cái mà khoa học rất là thích, đó là tìm hiểu về con người. Và ở tại chỗ đó, họ có thể cho chúng ta biết rõ chúng ta có bao nhiêu cái xương, chúng ta có bao nhiêu lít máu, chúng ta có bao nhiêu neuron thần kinh từ năm 0 cho tới cái gì đó, bao nhiêu tuổi, bắt đầu tới 35 tuổi bắt đầu neuron nó chết mỗi ngày bao nhiêu. Họ sẽ cho biết rõ cái đó. Nhưng khi mà chúng ta hỏi họ vậy những con người đó vì sao họ có mặt ở trên đất, tất cả giới khoa học im lặng. Bởi vì sao? Bởi vì khoa học luôn đi sâu Thượng Đế một bước. Khoa học chỉ khám phá ra cái mà Thượng Đế đã làm, chứ khoa học không thể giải thích được cái mà Thượng Đế thiết lập. Và ở tại chỗ đó, khi đụng tới cái câu hỏi mà huyền bí nhất của nhân loại, đó là con người sinh ra để làm gì, họ không có câu trả lời. Và khi bị hỏi dồn liên tục, vị tiến sĩ này tới gần cuối đoạn mới nói rằng họ phải tự tìm, tự bản thân họ phải nỗ lực. Cái này rất là buồn cười, bởi họ nghĩ rằng họ là câu trả lời. Và sau đó người ta nói thêm rằng nhưng mà phải dựa cái nền tảng là tình yêu và công việc. Quý vị, khi nghe cái đó xong tôi tắt video clip. Bởi vì sao? Bởi vì tôi có thể khẳng định có nhiều người ngay cả tình yêu cũng là cái đã làm cho họ tự sát. Có không ạ? Cái thứ hai là công việc. Tôi mới vừa dẫn chứng 40% những con người đó, họ tận tụy về công việc, họ lên cái đỉnh cao của công việc, nhưng mà rồi ở chỗ đó họ vẫn không thấy được cái giá trị cũng như ý nghĩa sống cuộc đời của họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ chỉ tìm cái mà Thượng Đế thiết lập. Có nghĩa là gì? Họ chỉ có thể nhìn thấy một cái vật và họ có thể diễn đạt được cái vật đó như thế nào, chứ họ không thể nào có thể cho biết rõ được cái vật đó nó dùng để làm gì bằng chính người tạo ra nó. Ngày hôm nay con người tìm cái giá trị của cuộc đời và ý nghĩa của cuộc sống của mình dựa trên những cái ở bên ngoài. Và cái ở bên ngoài làm sao có thể lấp đầy được cái thiếu ở bên trong của mỗi con người. Và quý vị, buổi tối hôm nay tôi không nói gì nhiều với quý vị, bởi vì từ nãy giờ quý vị đã nghe rất là nhiều về ba diễn giả đã nói. Và tôi đúc kết ở tại chỗ này để biết rõ được cái chức năng của một vật, không phải hỏi cái người mà hả làm ra nó, không phải hỏi cái người gia công,
cũng không phải hỏi cái người sử dụng, mà hãy hỏi cái người mà phát minh ra nó. Có một câu chuyện, có một lần vị mục sư của tôi kể như vậy. Ông ta có một người giúp việc là người Indo. Và tới một ngày nọ, khi mà ông ta đi giảng về, và ông ta thấy cái người giúp việc đó đang ngồi trong nhà bếp và cạo. Và ông ta thấy là rất là trễ rồi, 11 giờ mấy, người mà 2 giờ mà người giúp việc đang ngồi cạo. Và ông ta xuống ta hỏi, ủa cô đang cạo gì vậy? Và thấy cô đang cạo cái chảo, cạo khí thế. Vị mục sư nó hỏi, ủa cái chảo bị dính gì mà cô cạo à? Người đó nói, ủa mục sư thấy hả, cái chảo nó dính đen đen này nè, tôi đang cạo cái lớp đen này nè. Ông mục sư vừa mới nghe xong, ông mục sư đi tâm cái chảo mới mua. Bởi vì sao? Cái lớp đen đen đó là cái lớp chống cái gì ạ? Chống dính. Và cô ta là ở bên Indo mà, cô ta chưa bao giờ thấy cái chống dính đó. Cô ta tưởng nó bị dơ, bởi vì cô ta nghĩ rằng cái chảo là nó phải trắng. Và cô ta ngồi cô ta cạo. Và quý vị, khi mà chúng ta không biết được việc mà chúng ta sinh ra trên đất để làm gì, chúng ta cũng dễ dàng cạo cuộc đời của mình quăng giống như vậy đó. Đúng không ạ? À? Người chị em của chúng ta cạo cuộc đời của mình bằng cách gì ạ? À? Mén chút xíu nữa là đối mặt với thần chết. Phải không ạ? À? Người đến đây, chúng ta cạo cuộc đời của mình bằng cái gì ạ? À? Bằng những trận bài và bằng những cái tệ nạn. Và có nhiều người anh em họ có vô vàn cách cạo. Quý vị, đường để thành công á thì ít lắm, nhưng mà đường mà tới hủy diệt á bao la. Phải không ạ? À? Và ở tại chỗ đó nhiều người cạo cuộc đời của mình bỏ chỉ bởi vì họ đánh mất hai cái này. Họ đánh mất cái giá trị và ý nghĩa của họ. Và họ đánh mất là bởi vì họ hỏi không đúng người và không đúng chỗ. Nếu mà tôi thách thức quý vị, đây là câu hỏi mà ngày hôm nay, ngay cả bây giờ chúng ta quay lại trường đại học, chúng ta quay lại hỏi ngay cả phụ huynh của chúng ta, ba mẹ con sinh ra trên đất để làm gì? Hãy hỏi phụ huynh, hãy hỏi luôn cả thầy cô. Thầy cô là người dạy con, trao kiến thức cho con. Vậy thầy cô hãy cho con biết con sinh ra để làm gì? Tôi nói quý vị, ngay cả người sinh ra chúng ta và người trang bị kiến thức chúng ta cũng không cho chúng ta được cái ý nghĩa của cuộc đời chúng ta trên đất. Bởi vì sao? Bởi vì họ chỉ là công cụ được đấng sáng tạo đặt ở trong cuộc đời chúng ta. Người thứ nhất để đưa chúng ta vào cuộc đời này, người thứ hai để trang bị kiến thức chúng ta. Nhưng cuộc đời chúng ta để làm gì? Chỉ được trả lời bởi đấng tạo dựng chúng ta ấy là ông trời. Và cái điều đáng buồn đó là có nhiều người, quý vị, ngay từ nhỏ đụng chuyện là kêu trời. Phải không ạ? À? Đúng không ạ? À? Bộ bỏ kêu trời, cá độ thua kêu trời. Đúng không ạ? À? Đánh nhau kêu trời. Đúng không ạ? À? Mình làm nhưng mà kêu trời. Đúng không ạ? À? Thất bại chửi trời, thành công chưa bao giờ cảm ơn trời. Bất công chỗ đó. Và quý vị, trong Kinh Thánh nói rằng, truyền đạo rằng Đức Chúa Trời đặt sự đời đời ở trong lòng người. Cho dù con người chối bỏ sự hiện diện của đấng tạo hóa ở trong tư tưởng của họ, nhưng chưa bao giờ có thể chối bỏ được sự tể trì của Ngài ở trong lòng của họ. Đó là nguyên nhân không một phụ huynh nào dạy, không một trường nào dạy, không một con người nào dạy, bất cứ đứa trẻ nào từ nhỏ lớn lên đụng chuyện nó kêu đấng đó. Ở ngôn ngữ nào cũng có tiếng ông trời. Đây là điều đặc biệt. Từ chai nước có vài ngôn ngữ không có, nhưng ngôn ngữ nào cũng có từ trời. Bởi vì người ta không thể nào phủ nhận được sự đời đời ở trong lòng người. Và quý vị, đó chính là lời giải đáp. Trong những ngày vừa qua tôi biết rằng chúng ta đã thử nhiều. Và ngày hôm nay tôi đứng ở tại đây, tôi biết ở dưới ngồi có nhiều người rất là thành công. Tôi biết có nhiều người rất là giỏi, có nhiều người có rất là nhiều bằng. Nhưng mà tôi hỏi quý vị trong buổi tối hôm nay, đâu là giá trị của cuộc đời quý vị? Quý vị biết, tôi có đứa con, năm nay đã 9 tháng, đầu nó bị hói, nó không có tóc. Tôi có đứa bạn, nó cũng có đứa con nhỏ hơn con tôi 2 tháng, đầu có tóc không. Và quý vị biết khi tôi nhìn hình nó ok ta, nhưng mà chứ có gì xảy ra không ạ?
Vô nhìn con người ta, hồi ơi tóc nó mượt mà. Hồi nhìn con người ta tóc nó dễ thương. Nhìn qua con mình, hồi ơi nó hối từ nhỏ. Nhưng mà chúng ta biết điều gì xảy ra không ạ? Cho dù đầu nó hối, nhưng mà cái gì vậy hả? Tôi thương đứa nào hơn? Chính xác, tôi thương cái thằng hối đó hơn. Mặc dù mỗi lần tôi đi dạy về, tôi gọi khoa hối đâu rồi. Đầu nó có ba chỏm là ba cái chồng ngựa. Tóc nó mọc rất là kỳ, nhưng mà điều gì xảy ra? Nó kỳ cỡ nào kỳ, nó vẫn là đứa quý báu ở trước mặt tôi. Cho dù nó không đẹp bằng đứa khác, nhưng mà nó là đứa hoàn hảo trong mắt của tôi. Giá trị của nó vẫn luôn ở top ở trong cuộc đời của tôi. Và quý vị cũng giống như vậy. Có thể cuộc đời của chúng ta trong mắt của nhiều người khác, quý vị ơi, chúng ta không có giá trị. Người ta nhìn chúng ta qua lăng kính của gì biết không ạ? Của sự ganh tị. Người ta họ nhìn chúng ta qua lăng kính của sự kiêu ngạo. Họ nhìn chúng ta qua lăng kính của cái gì vậy ạ? Của sự gì? Của sự gì ạ? Của sự soi mói, của sự tấn công. Quý vị họ chưa bao giờ vui khi thấy ta thành công, nhưng mà họ sẽ bắt tay khi mà chúng ta thất bại. Và quý vị ở tại chỗ đó, cái giá trị của chúng ta nó tùy thuộc giống như vậy. Nhưng mà tôi nói quý vị có một đấng, đấng đó cho dù quý vị thất bại như thế nào, đấng đó nói rằng cho dù quý vị ngã như thế nào, đấng đó nói rằng cho dù quý vị mất giá trị như thế nào, đấng đó vẫn yêu quý vị đến trời đời. Và quý vị trong buổi tối hôm nay, đó chính là ông trời mà quý vị nói, đó chính là ông trời mà quý vị kêu, đó chính là ông trời nhiều khi quý vị chửi nữa, nhưng mà đấng đó chưa bao giờ bỏ quý vị cả. Tối hôm nay ở tại chỗ này quý vị, tôi biết là trong cái vừa qua chúng ta đã thử nhiều thần, chúng ta đi nhiều miếu, chúng ta cầu nguyện với nhiều chỗ rồi, nhưng quý vị chỗ này, quý vị, tôi thách thức quý vị hãy thử một lần với ông trời, hãy thử một lần với thượng đế, hãy thử một lần và nói rằng nếu Chúa có thật, con muốn Ngài làm chủ cuộc đời của con và cho con thấy trở lại cái giá trị và ý nghĩa sống của con. Quý vị, đấng đó đang ở đây trong buổi tối hôm nay, đấng đó đã sẵn sàng. Quý vị, đấng đó đã làm ở trên cuộc đời của những con người ở tại đây, đấng đó đã làm ở trên cuộc đời cái người đang đứng đối diện với quý vị, đấng đó đã làm trên cuộc đời của một người mà quý vị 7 năm, 9 gia đình nhìn còn thấy chán. Và ngày hôm nay, người đã đang đứng nói chuyện với quý vị. Tôi không nói bởi vì một bài diễn thuyết. Tôi nói bởi vì chính tôi đã nếm được đấng đó và thấy rằng đấng đó có thật. Có nhiều người nói với tôi rằng, người như anh làm sao tin một cái đấng mình không thấy. Tôi không thấy được đấng đó bằng mắt thường, nhưng tôi thấy được đấng đó bằng sự biến đổi chính cuộc đời của tôi. Vào cái ngày mà tôi nói rằng đây là ngày cuối cùng của mình sống, đấng đó cho tôi nếm được như thế nào là sự bình an thật vượt quá sự hiểu biết của loài người. Sự hiểu biết, sự bình an của đấng đó để lại, nó không phụ thuộc vào cái áo hiệu mà chúng ta mặc. Nó không phụ thuộc vào cái vị trí của chúng ta ở trong xã hội. Nó không phụ thuộc vào cái xe chúng ta đi. Nó phụ thuộc vào tình yêu vô bờ bến, tình yêu vô đổi của đấng đó dành cho quý vị. Và sự bình an đó trong Kinh Thánh nói rằng vượt quá sự hiểu biết của loài người, sẽ bao phủ lòng và trí của anh em. Quý vị, đấng đó rất là lịch sự. Đấng đó không bao giờ tự bước vào. Từ nhỏ tôi sinh ra gia đình Cơ Đốc, tôi chưa bao giờ tin có thượng đế. Tôi chưa bao giờ tin có thượng đế. Đấng đó không bao giờ bước vào, tự bước vào. Đấng đó nói rằng ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người đó ăn buổi tối với người và người với ta. Đấng đó rất là lịch sự. Đấng đó đứng ngoài cửa mà gõ. Tối hôm nay đấng đó đang gõ cửa. Ngay giờ này đấng đó đang gõ cửa. Giống như năm 2000 đấng đó gõ cửa cuộc đời của tôi. 18 năm đi nhà thờ, chưa bao giờ tin rằng có thượng đế. Cho tới ngày hôm đó ở tại biên giới, lần đầu tiên tôi nói nếu Chúa có thật, Ngài tái trị cuộc đời của tôi. Quý vị, quý vị, sự bình an vượt quá sự hiểu biết của loài người đã dẫn cuộc đời của tôi quay trở về đứng ở đây ngay tại giờ này. Đây là lúc quý vị
người muốn có điều đó. Quý vị, chị hãy làm một điều duy nhất. Đưa tay và nói, tôi muốn có điều đó. Rất đơn giản. Rất đơn giản. Đấng nói chờ quý vị từ ngày quý vị mới sanh tới ngày hôm nay. Đấng nói chờ quý vị sau bao nhiêu lần vấp ngã, sau bao nhiêu lần kêu ông trời. Nhưng mà trong buổi tối hôm nay, một cái đặc biệt hơn, đó là đấng đó không chỉ muốn quý vị kêu trời, nhưng mà hãy thử nói Chúa, Ngài làm chủ cuộc đời của con. Sự thay đổi bắt đầu trong tối hôm nay.